Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Đèn Hoàng Gia giới thiệu với mọi người mẫu đèn LED âm nước bánh xe, loại công suất 12W, ánh sáng trắng. Thì đây là hình thức của đèn. Thì cái mẫu đèn này là có mặt bằng inox, thân hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu ghi. Mặt bằng inox nhé, không phải là toàn thân bằng inox. Loại này thì là inox 304. Có thể sử dụng âm nước sâu tối đến tối đa 5 mét, nhưng mà với tiêu chuẩn IP68, nhưng mà thông thường thì mình sẽ lắp sát mặt nước chứ không ai lắp mà âm tận dưới sâu đáy cả, vì nước nó không cái ánh sáng nó không thể phóng lên được đấy. Với đèn 12W này có đường kính xấp chỉ là 160 mm, với đường kính vòi full là 38 mm, thì lắp vòi vòi khoảng 32-37 là ok. Thì lắp vòi nhỏ thì mình sẽ có cái ốc hãm ở đây, ba con ốc ở đây sẽ giữ chặt cái đèn với cả cái vòi phun. Với đèn âm nước thì gồm có ánh sáng của nó thì có ánh sáng trắng, ánh sáng vàng, ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh dương, ánh sáng xanh lá, ánh sáng xinh xính và ánh sáng đổi màu tự động RGB. Thì tất cả đèn âm nước đều sử dụng nguồn điện hạ áp là 24V hoặc 12V. Riêng dòng đèn này là sử dụng dải điện áp 12 đến 24. Và bên đèn Hoàng Gia cấp sẽ là cấp bộ nguồn 24V đây. Bộ nguồn này cũng IP68 nhưng mà phải đặt trên bờ, bởi vì nó có nguồn điện vào 220, cho nên mình phải đặt cái chỗ nào an toàn nhất. Này mình có thể treo được ngoài trời vì IP68 mà. Bên trong này là đúc hoàn toàn, đúc kín kín nước. Thì nói về bộ nguồn ấy, thì bên thông thường các nguồn đèn đổi màu sẽ sử dụng nguồn AC, cho nên là mình sẽ dùng nguồn chủ yếu là 24W, thì nguồn AC 24W phổ biến hơn, nó phổ biến cho người dùng. Ví dụ cần sau này cần mua đèn thì, hay là cần lắp vào các cái đèn, cái nguồn sẵn ấy, thì nó dễ hơn. Đây thì bộ nguồn, mình nói thêm bộ nguồn là bộ nguồn có đầu in là 220 đầu vào và out sẽ là đầu ra. Đấy thì hình thức nguồn thì có thể thay đổi, nhưng mà khi trên bộ nguồn khi nào cũng ghi đầy đủ in out, in là vào và out là ra. Và mọi người cần phải cẩn thận trong cái vấn đề khi lắp đèn. Đấy thì khi lắp tốt nhất các cái đầu nguồn vào của nguồn chính của đèn ấy, của hệ thống ấy, mình lấy cái băng keo mình cuốn chặt vào đi, để tránh trường hợp một số người không biết hoặc là quên thì sẽ cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 sẽ cháy hết. Cái hiện tượng này là có nhiều người khách hàng đã bị như thế rồi, nhiều khi nhân viên không biết thì cắm là cháy. Thì nói thêm về cái đèn này, thì bên đèn Hoàng Gia có công suất là 6W, 9W, 12W, 18W, 36W. Với cái dòng 6W đến 12W thì lỗ của nó là phi 38, còn 18W thì lỗ của nó là phi xấp chỉ 50. 24W cũng vậy, 24-36 cũng vậy. Thì công suất thì là chủ yếu là bán loại 18W. 18W thì với cái vòi phun cao là cũng khá khá rồi. Đây thì cái lô của đèn của mình hiện tại đang quay là loại ánh sáng màu trắng. Đấy, khách hàng đang cần ánh sáng màu trắng nên cấp riêng cái lô này. Thì đa số là sử dụng đổi màu thôi, nhưng mà khách đang làm cái nhà hàng tiệc cưới nên là sử dụng ánh sáng trắng. Bây giờ mình sẽ thử ánh sáng nhé. Thì đây là ánh sáng của đèn. Thì khi bắt vòi phun vào đây, nước sẽ chảy. Mình không để nổi lên hẳn nổi. À, thực ra thì mình để nổi cũng được, bởi vì riêng cái đèn này là có nước mình mới cắm. Thì nổi lên khi phun nước thì nó sẽ dội lên đèn thì vẫn làm mát kịp thời. Đấy, ánh sáng trắng 6.000-6.500K đấy. Rất là sáng đúng không ạ? Thì ai có nhu cầu mua đèn thì vui lòng liên hệ với đèn Hoàng Gia.vn. Số điện thoại 0916773555. Đấy cũng là số Zalo. Khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp qua website, qua số điện thoại hoặc là qua Zalo đều được.